Bạn thường bị ho kéo dài và lâu ngày không dứt. 5 loại cây thuốc quý ở trong vườn các bạn có thể dễ dàng trồng để mà trị dứt các cơn ho nhé. Xin chào các bạn, đang đến với kênh Cây Thuốc Nam. Đây là một kênh chia sẻ cách chăm sóc cũng như là làm đẹp hoàn toàn từ cỏ cây hoa lá Việt. Các bạn biết không, hàng ngày chúng ta có thể trồng rất là nhiều loại cây cối, dù rằng ở thành phố chúng ta không có nhiều diện tích để trồng đúng không nào. Các bạn hãy chỉ cần mua thêm vài chậu nhựa và trồng các cái loại cây này thôi. Nó rất là dễ lên và đặc biệt nó có thể làm được gia vị. Ngoài làm gia vị ra thì có thể dùng để chữa vài các cái bệnh thông thường mà chúng ta hay gặp phải, các cái bệnh gọi là bệnh vặt đó các bạn. Các bạn biết không, khi mà các bạn đi mua các cái loại cây để trồng, các bạn hãy mua kèm theo 5 cái loại cây này ở các cái tiệm cây nếu các bạn sống ở trong ở thành phố nhé. Còn nếu ở quê thì chúng ta có thể dễ dàng trồng rất là nhiều các loại cây rồi đúng không nào. Các cái loại cây thứ nhất, các cái loại cây mà dùng để trị ho hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn, chia sẻ với các bạn, đó là đầu tiên đó là cây tắc. Cây tắc thì nó hơi khó trồng đúng không nào, chúng ta không có đất để trồng ở thành phố này á, thì các bạn hãy mua vài trái tắc về. Theo như là cái bài thuốc dân gian để trị ho hiệu quả, và mình thấy là mình cũng vậy, hầu như mình không bao giờ mình phải uống thuốc trị ho hay là cảm cúm nhé, cả một năm hầu như mình không bao giờ bị. Các bạn hãy lấy khoảng 5 trái tắc hòa với một muỗng đường phèn và một muỗng mật ong, sau đó các bạn hãy chưng cách thủy trong nồi cơm á, lấy cái nước đó uống cực kỳ hiệu quả và nó không còn bị các cái cơn ho ngứa cổ kéo dài nhé. Một cái loại cây thứ hai các bạn để dùng ở đây có thể trồng dễ dàng lên ấy, là cây gừng các bạn. Cây gừng hãy thái khoảng chừng 15 đến 10 lát gừng, sau đó thêm 1 đến 2 thìa mật ong, sau đó các bạn cũng cho vào trong một hấp cách thủy thì nó sẽ là cực kỳ là hiệu quả trong việc trị ho nhé. Một cái loại dược liệu thứ ba, một cái loại củ rất là quen thuộc, đó là củ tỏi nhé các bạn. Các bạn có thể dễ dàng ăn các nhánh tỏi sống hoặc là chế biến, hoặc là uống tinh dầu tỏi một ngày từ 3 cho đến 5 giọt nhé, hiệu quả lắm đấy các bạn ạ. Một cái loại cây các bạn có thể mang về nhà trồng ngay lập tức, gọi là cây tần á các bạn, trồng trong một cái chậu là cực kỳ dễ lên nhá. Và các bạn hãy lấy lá của cây tần đấy các bạn uống. Một cái cây nữa mà chúng ta vừa trồng lại vừa ăn tốt mà lại bán ở ngoài chợ cũng rất là rẻ là nhiều, đấy là cây hẹ đó các bạn. Các bạn hãy giã lấy nước hẹ ra các bạn uống nhá. 5 loại cây này trị hoa được ho cực kỳ hiệu quả cả với những người lớn tuổi và trẻ em sơ sinh nhé. Các bạn có thể cho các bé từ hơn 1 tuổi đã có thể dùng các loại cây này rồi, sẽ giảm rất là nhiều các cái chứng hô hấp đấy. Các bạn có muốn làm các cái loại thuốc trị ho này tại nhà không? Hãy theo dõi các video tiếp theo, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm nhé. Xin chào!